Nhiều năm sau thảm họa chiến tranh hạt nhân do bà Tổng thống Mỹ khơi mào, cả nhân loại chìm trong phóng xạ và sự khắc nghiệt của mùa đông do bụi hạt nhân gây ra, con người trở nên đột biến kỳ dị. Trái đất không thể ở nữa nên những người còn sống sót cuối cùng đã lên một phi thuyền bay đến vùng kín của mặt trăng để sinh sống. Renée giờ là người đứng đầu của căn cứ này, vì chồng đã qua đời nên hiện tại bà đang sống với con gái là Obi. Đột nhiên hôm nay có một phi thuyền kỳ lạ xuất hiện, mặc dù Renée đã ra lệnh đóng cửa nhưng phi thuyền kia lại có thể hack vào hệ thống để mở cửa căn cứ. Không còn cách nào khác, bà liền kêu người bắn hạ nó ngay. Tuy nhiên cô con gái vì lòng thương người nên đã chạy đi ngắt điện hệ thống vũ khí, sau đó vội vàng tiến đến chỗ chiếc máy gấp khổng lồ kịp thời gấp chiếc phi thuyền trước khi nó lao xuống dưới. Như vậy mà hàng trăm người trái đất đã được cứu sống. Chính anh chàng thợ máy người Nga tên là Sasha này là người đã lái con tàu đưa mọi người lên đây. Anh đã dùng linh kiện lấy từ ô tô hỏng để sửa chữa chiếc phi thuyền này của Đức Quốc xã. Và đó cũng là lý do vì sao nó có thể mở được cổng căn cứ trên mặt trăng. Renée nói rằng hiện tại nơi này đã quá đông người nên không tiếp nhận thêm người tị nạn, nhưng vì Obi tha thiết cầu xin nên bà chỉ đành cho họ sống tạm thời trong nhà kho. Sự bùng phát dân số đã khiến cho cuộc sống trên mặt trăng trở lên tồi tệ, nguồn thức ăn và y tế sắp cạn kiệt khiến nơi này sắp không thể trụ vững. Hơn nữa, sau khi tên Cloud ở phần trước bắn bay cả một mảng của mặt trăng đã khiến nó trở nên bất ổn, thường xuyên xảy ra động đất. Mỗi lần như vậy, Obi đều phải sửa chữa lại quạt áp suất để cung cấp oxy cho người dân. Tại đây có một tôn giáo rất phát triển. Họ tôn thờ Steve Jobs và logo quả táo cắn dở. Giáo chủ Donald bắt buộc tín đồ phải dùng iPhone chính hãng bởi vì nó là một hệ điều hành đóng hoàn hảo. Bất ngờ lúc này ông ta phát hiện có một tín đồ đã can thiệp vào hệ thống để thay đổi hình nền và nhạc chuông. Điều này là một sự xúc phạm không hề nhẹ đến đức chúa Steve nên tín đồ đó lập tức bị cho nổ banh xác. Obi vì quá ngứa mắt nên đã phá cửa xông vào, lịt bẹ tụi bay. Bà thì vất vả sửa chữa ngoài kia để cho tụi bay tụ tập theo ma giáo à, đến ngay không bà xé xác từng đứa bây giờ. Nhưng điều không ngờ là cả Renée cũng tôn thờ cái tôn giáo chết tiệt này. Trong một lần đi nghiên cứu trộm thiết kế động cơ đẩy của thanh niên người Nga, cô phát hiện ra một tên trùng kín người từ trên xuống dưới trông rất khả nghi nên đã bám theo hắn. Thấy hắn mở cửa vào trong một căn phòng, cô cũng mò vào và kết quả bị phục kích từ phía sau. Kẻ bí ẩn mở mũ ra khiến Abby phải há hốc mồm ngạc nhiên. Đó không phải là quốc trưởng Gander kẻ đã bị Klaus giết chết sao? Làm sao có thể chết đi sống lại như vậy được? Lúc này ông ta mới nói mình là người ngoài hành tinh nhưng chưa kịp nói thêm thì Obi đã cởi được dây trói xông lên đánh hắn. Giao cấu ác liệt một hồi thì cô nàng cũng chiến thắng vì trẻ khỏe hơn. Hoảng quá ông ta mới đưa cho Obi một thứ gì đó và kêu cô hãy mang nó đến cho người mẹ đang bệnh của mình. Thế là nữ chính liền mang nó đến nhà nguyện để đưa cho mẹ ăn. Sau khi ăn xong cơ thể của bà ấy đã hồi phục kỳ diệu. Không những đánh bay cơn ho khan lâu năm mà ngay cả gương mặt cũng trẻ lại như gái 18. Obi thấy Gander không chém gió liền một mạch chạy đến căn phòng vừa rồi. Khi ấy tên giáo chủ Donald đã chứng kiến tất cả liền mò theo xem thử. Ngay khi Gander được cởi trói, ông ta liền tự cắt ngón út của mình rồi ăn thần dược chữa bách bệnh để chứng minh khả năng kỳ diệu của nó. Lúc này ông ta mới kể cho Obi tất cả mọi chuyện. 10 triệu năm trước phi thuyền con nòng nọc của ông ta ghé thăm trái đất, ba người họ ngạc nhiên khi biết không khí ở đây có thể thở và cư dân địa cầu lại là lũ thằng lằn to xác. Một thanh niên bước ra mở lời chào xã giao liền bị con khủng long sơi tái, hai người còn lại nhận ra nơi này chẳng có một sinh vật thông minh nào. Trong một lần nghiên cứu về linh trưởng, Gander phát hiện chúng rất có tiềm năng nên đã tiêm gen của mình vào một quả táo, sau đó đưa cho hai con khỉ Adam và Eva ăn. Thế là chúng bắt đầu tiến hóa thành loài người như hiện nay. Nói cách khác thì chính Gander là thủy tổ đã tạo ra loài người. Ngày nọ một thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất khiến hàng triệu loài tuyệt diệt. Để tồn tại, hai người ngoài hành tinh đã đưa phi thuyền cùng một số loài khủng long vào bên trong trung tâm trái đất sinh sống, mà thần dược chứa bách bệnh kia chính là Virilia, đó là một dạng năng lượng có thể giúp phi thuyền của họ bay lên. Cũng là một loại chất có thể cải tử hoàn sinh sống bất diệt thọ ngang trời đất. Hiện tại căn cứ trên mặt trăng rất cần loại năng lượng này để duy trì sự sống. Thật may mắn là bên trong phi thuyền của Gander chứa rất nhiều Virilia. Tuy nhiên anh trai của Gander sẽ không dễ dàng để cho loài người lấy nó đi. Obi đáp rằng ai nói chúng tôi sẽ xin nó. Gander liền mỉa mai cô đúng là con người rồi đưa cho Obi tấm bản đồ đi vào tâm trái đất và ngón út có chứa mã ADN của mình. Nữ chính nhanh chóng đi tìm Sasha để hợp tác dùng phi thuyền của anh ta quay về trái đất. Giữa đường gặp phải giáo chủ Donald cùng một vài tín đồ trông như mấy thằng dị hợp. Tên mùng lông đe dọa sẽ nói toàn bộ chuyện vừa rồi nếu cô không cho hắn tham gia. Obi hết cách đành phải đồng ý. Ra đến bãi đáp thì vấp phải một người lính canh cửa. Cô kêu mọi người ở yên đó để mình tìm ống sắt đánh anh ta bất tỉnh. Sasha nổi máu sĩ gái cho rằng mình sẽ giải quyết được chuyện này nên tự hành động. Kết quả là người lính vẫn y nguyên còn tay của anh chàng tí nữa gãy vụn. May mắn người lính cơ bắp này lại là người quen của Obi. Vì vậy, nữ chính đã rủ anh chọc theo để thực hiện kế hoạch giải cứu mặt trăng. Cứ như vậy, con tàu nhà khói còn hơn công nông xã tôi tiến thẳng về trái đất. Theo tấm bản đồ thì họ cần đến châu Nam Cực. Hiện tại giờ trái đất toàn là băng với tuyết nên rất khó để xác định phương hướng.
Tuy nhiên trình độ vẫn không bằng trời độ, con tàu hạ cánh một cách cục xúc khiến lớp băng bên dưới nứt ra. Không ngờ đó lại chính là lối vào dẫn đến tâm của trái đất. Obi và Sasa cố gắng hạ cánh con tàu nhưng họ lại kéo rụng mất tay lái khiến nó rơi thẳng xuống. Rất may là cả đám vẫn còn bình an vô sự và anh chọc không rụng một cọng tóc nào. Khung cảnh xung quanh giống hệt như vườn địa đàng trong truyền thuyết khiến tất cả phải há hốc mồm ngạc nhiên. Ở giữa có một mặt trời tí hon chính là nguồn cung cấp năng lượng cho nơi này. Việc cần làm là đi vào bên trong ngôi làng của người ngoài hành tinh. Anh chọc đề nghị đi một vòng quanh ngôi làng rồi trở về đây tìm phương án. Thôi không sao, miễn là anh khỏe và lâu dài là được. Để có thể xác định chính xác hướng đi họ cần phải có la bàn, nhưng mấy cái iPhone phải có kết nối mạng mới có thể dùng định vị. Ngay lập tức Sasa lôi ra một siêu phẩm về độ bền, đó chính là con Nokia 3310. Nữ chính liền cảnh báo anh chàng đừng cho đám người tà giáo kia biết. Nếu không, chúng sẽ tìm đến tận tường nhà anh để tổng xỉ vả. Sau đó cả nhóm băng rừng lội suối tiếp tục cuộc hành trình. Ở giữa chính là ngôi làng trung tâm của trái đất, nơi mà chủng tộc người ngoài hành tinh đang sinh sống. Không ngờ những vị lãnh đạo cấp cao và những người có ảnh hưởng lớn đều là người ngoài hành tinh. Họ giả làm con người để gây lên những cuộc chiến đẫm máu cho nhân loại. Ví dụ như bà Tổng thống Mỹ đã tạo ra chiến tranh hạt nhân, hai người đứng đầu Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đã tạo ra cuộc thập tự chinh, hay Mắc Đầu Xoan đã tạo ra những anh hùng bàn phím trên mạng xã hội. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất trong số họ và cũng là người đứng đầu ở đây chính là Hitler, vì bà Tổng thống Mỹ chơi ngu lấy số gây ra cuộc chiến hạt nhân khiến bề mặt trái đất không thể ở được nên đã bị ông ta kết án biến thành bữa ăn cho kẻ khác. Lúc này nhóm tín đồ dị giáo bất ngờ nhìn thấy vị thần Steve Jobs đang đứng trước mặt, thế là cả đám vội chạy lại ôm chân hôn lấy hôn để. Ba người còn lại biết sẽ có chuyện không hay xảy ra nên vội bỏ chạy thục mạng. Quả nhiên đám người dị giáo đã bị bắt đi. Còn cả ba thì không may bị đám lính canh phát hiện, anh chọc kêu hai người chạy trước còn mình sẽ cản đường chúng. Đúng là anh chọc không làm chúng ta thất vọng khi một mình solo với hai con khủng long. À tôi nhầm, anh ấy cũng nhanh chóng bị bọn chúng hút về. Bên này Obi và Sasha đánh hai tên lính canh rồi cướp đồ của chúng, sau đó tiến vào khu trung tâm nơi đặt chiếc chén thánh, nhưng cánh cửa đã bị khóa nên không có cách nào mở được. Đúng lúc đang bị đám lính khác chú ý thì nữ chính nhớ ra ngón tay của Gander liền lấy nó ra và thành công mở được cánh cửa. Còn bên kia Steve Jobs đã đưa nhóm anh chọc vào trong nhà để xử tử. Ngay lúc sắp lên chầu ông bà thì Donald đã bán đứng Gander để giữ lại mạng sống. Hắn lấy bức ảnh chụp Gander ra cho Hitler xem và hứa sẽ dẫn ông ta đến mặt trăng tìm thằng em trai, đổi lại là hắn sẽ được sinh sống tại đây. Cứ tưởng là lừa được Hitler ký thỏa thuận người dùng trên iPhone thì ông ta sẽ bị mê hoặc bởi hệ điều hành đóng hoàn hảo iOS. Không ngờ Hitler lại theo trường phái cục ngặt là chân ái nên đã biến cả đám thành bữa trưa cho Steve Jobs. Cùng lúc này Obi và Sasha đã tiếp cận được tháp mặt trời. Hóa ra mặt trời tí hon này được tạo ra từ chén thánh. Ngay khi nữ chính lấy chén thánh đã gây ra một trận động đất, còn bên này Steve Jobs đã ăn thịt hết tín đồ của mình. Nhưng không ngờ đến lượt anh chọc thì anh đã thoát ra được. Anh đánh Steve ngã chồng hàng lên trời rồi nhanh chân chạy thoát. Còn hai người Obi cũng cầm chén thánh chạy thục mạng ra ngoài. Rồi nhảy lên một cỗ xe khủng long ba sừng và chim én khỏi nơi này. Mặt trời tí hon không còn nguồn năng lượng duy trì nên rơi thẳng xuống. Anh chọc lúc này cũng đã hợp nhất với nhóm của nữ chính. Tuy nhiên đám người ngoài hành tinh ở đây không dễ để cho bọn họ chạy như vậy. Còn dùng súng cao su bắn không khác gì mấy thằng chẩu xóm tôi. Sasa trèo lên xe của cựu thủ tướng Anh Quốc là Thatcher. Thò tay vào vật được cả một mảng lông bướm bướm rồi tiện chân đạp bà ta xuống dưới. Kết quả là bà ta bị mặt trời tí hon nướng thành than. Nhưng quả cầu khổng lồ này vẫn đuổi theo nhóm của Obi. Nó nảy lên cao một cái rồi phá sập cây cầu trước mắt. Ấy vậy mà nữ chính vẫn có thể thúc con khủng long nặng chục tấn nhảy qua một cách dễ dàng. Sasa và anh chọc may mắn dính phải bom nổ nên cũng bay qua được. Chỉ có giáo hoàng ngoài hành tinh không phanh kịp rơi thẳng xuống dòng dung nham. Ngôi làng trong lòng đất không còn mặt trời cũng bắt đầu vỡ vụn. Vì đã thó được chén thánh nên cả ba rút luôn cho nó nóng. Họ nhanh chân chạy đến phi thuyền cũ nát của Sasa rời khỏi nơi này. Không ngờ phía sau còn có một chiếc phi thuyền siêu to khổng lồ đuổi theo. Mọi người không biết gì hạ cánh xuống mặt trăng rồi mang chén thánh đưa cho Renet. Bất ngờ Gander trở mặt cầm súng uy hiếp bà ấy để ép Obi giao ra chén thánh. Anh chọc định lao vào tấn công thì bị hắn bắn cho tí đang xuất khỏi mặt trăng. Nhưng ngay lúc hắn bắn xa ra thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Chính xác thì phi thuyền của người ngoài hành tinh đã đến tới nơi. Ngay sau đó là một con khủng long bạo chúa xé toạc cánh cửa. Trên lưng nó chính là kẻ độc tài Hitler. Cứ như vậy hắn điều khiển khủng long tàn sát người vô tội. Người trong căn cứ thấy vậy vội túm cái quần lên chạy thục mạng. Để cứu những người trái đất còn lại, Gander đã chủ động đứng ra nói chuyện với anh trai mình. Nhưng không ngờ Hitler lại cho khủng long vụt đuôi khiến ông ta bay cắm đầu vào tường. Nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng đến cái nịt cũng chẳng còn. Renet quyết định chơi khô máu với tên khốn kia. Sau khi uống hợp chất Pyrelia trong chén thánh, bà liền đứng ra cản đường Hitler. Nhờ nguồn năng lượng trong chén thánh, bà bay người tung cước khiến con khủng long nằm đắp chiếu tại chỗ. Obi bên này vội vàng đưa người dân bỏ chạy lên tàu cứu sinh.
Cô đưa cho Sasha chén thánh để anh lắp vào con tàu. Nhờ nguồn năng lượng do chén thánh tạo ra thì họ có thể thoát khỏi nơi đây. Renette trong một thoát bất cẩn đã bị Gander bắn vào bụng. Vì vậy, bà đã quyết định hy sinh tính mạng chịu cảnh chôn vùi để cầm chân hai anh em ngoài hành tinh. Nhờ vậy mà nhóm người của Obi có thời gian khởi động phi thuyền và thành công chạy trốn. Cứ tưởng tất cả đến đây là thoát nạn, nhưng tên Gander lại lái phi thuyền của Hitler đuổi theo sát đít. Ông ta tự tin gọi video kêu nữ chính mau đầu hàng để hưởng sự khoan hồng. Miệng thì nói vậy nhưng tay thì nhấn nút vào đạn về phía mọi người. Vì tàu của Obi là tàu vận chuyển nên không có vũ khí bắn trả. Đột nhiên Gander lại cầm cái iPhone ra cạc hiện loài người quá ngu rốt khi thần thánh hóa nó. Khi ấy Obi nhớ ra chương trình tự hủy được cài trên iPhone, thế là Sasha liền dùng con Nokia 3310 của mình xâm nhập vào hệ thống điện thoại của Gander. Kết quả là ông ta cùng con tàu khổng lồ bị nổ cho tan thành cho bụi. Phải công nhận là pin của iPhone có sức công phá quá uy lực. Obi đưa mọi người lên định cư tại sao Hỏa bởi vì trái đất và mặt trăng đã không thể sống được nữa rồi. Nhiều năm sau, cả bọn cuối cùng cũng đã đến nơi và thứ chào đón bọn họ chính là ánh sáng chân lý của đảng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.